biết không đó bên tao lên lộn mình chở mẹ ra cha mình đi mình chở người ta đi mất tiêu mới đừng con dâu đi hỏi từ chơi từ đủ ở đó này hơn rồi đi đám cưới cũng lộn luôn chứ trời. Ờ, ngày mùng hai đâu có đám, cái bữa nay mới đám một lần hên giờ bữa nay bị cái bả chủ nhật nè người ta hồi nãy bà sơn cũng biết lấy lộn chân chút chút gì đi dâu bả đó cũng lâu rồi kìa.
Cô bà cô bác cùng các bạn có mặt trong lễ tân hôn này kính mến được sự tân hợp của hai gia đình không quan trọng tổ chức mừng lễ tân hôn Kim Nguyên Ngương Quốc Vĩnh Xuyên cùng Cẩm Hằng. Chúc Nguyên Ngương được mỹ mãn luôn duyên sát cặp vợ hợp cùng dắt nhau đến con đường tương lai, cũng như câu chúc anh son em cũng còn son hai tay ước nguyện làm con một nhà, anh về thưa với mẹ cha thưa với ông bà làm lễ trầu cao, từ nay ta đã có nhau trầu long cao phụng thắm màu thủy chung với chồng nguyện với trái cao cho đôi bạn trẻ bên nhau trọn đời. Từ đẹp của bạn như cá với nước, như cao với trầu, ta bưng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Cái trầu ôm lấy thân cao, tình chồng nghĩa vợ bên nhau trọn đời. Và quân và xin kinh nhạc, tân hôn xin được phép bắt đầu. Thank you.
xin mời quý vị họ cho một tràng pháo tay chúc phúc cho đôi hương được không ạ? Mình chứ. Để gì mấy đứa gái nó hỏi ủa bà đâu rồi. Mà đi sao tôi cũng thấy nè. Không làm gì luôn, bỏ lấy giờ, bỏ lấy giờ làm gì đâu. Đây quay mặt con nè. Chị Quy đâu vậy? Đâu qua tầng 3. Đi nè, có nè. Lên vô tốt rồi. Có tay lắm nè. Rồi, chào đi, chào nó gì đi. Thấy nó dí hả? Đếm được không? Không được, ổng không? Trời ơi. Mấy mốt đi lên lên nhà. Bên em mình sẽ... Ngồi đừng ấy rồi được rồi em đi.
lời tiếng hát của chú sáp đến từ Tỉnh Hòa có một ca khúc cùng tên Mưa Chiều Miền Trung ở trên đó. Mấy chị này, ngon hay không? Có khổ đó ha. Đây này.